Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng Touring Escape SL2. Thì trong kênh của em rất là nhiều cái video về dòng Escape SL2 rồi. Và em thì em bán xe cũ đã qua sử dụng, cho nên là cứ mỗi một cái xe mới về thì em lại phải làm một cái video đánh giá chi tiết từng chiếc. Chứ không thì bây giờ nhiều cái con mà em làm cũ rồi mà em cứ để nguyên thì em bán một cái chiếc khác thì nhiều khi nó mới hơn hoặc nó cũ hơn, thì đôi khi khách phản ánh. Cho nên là xe mỗi cứ xe về là xe nào em cũng phải làm một cái video để đánh giá từng con một. Và hôm nay em có về hai chiếc gian Escape SL2, đó là một chiếc màu trắng size XS và một chiếc màu đỏ size M. Và đầu tiên em sẽ đánh giá chi tiết chiếc size XS màu trắng. Đây, như các bác nhìn thấy là tổng thành cái chiếc tan Escape SL2 màu trắng size XS. Như các bác nhìn thấy đây, gian SL, Escape SL, size này XS small, size này cho từ người từ 1m50, 1m53, 1m55 cho đến 1m68, 65 là phù hợp. Đấy, khoảng trên dưới 1m6, túm lại là khoảng trên dưới 1m6. Xe thì vẫn là như các cái xe khác em đăng trên kênh thôi. Công nghệ là alu XX, nhôm siêu nhẹ, đùi 3 tầng, líp thả là 8 tầng, đầu bộ chuyển động là Shimano Tourlay TX. Lớp sơn là em đánh giá là đẹp. Những cái chỗ này là hơi bẩn thôi, em chưa đánh xi thôi. Đi đánh tí xi cala vào đây là nó đẹp ngay. Nó bẩn thôi chứ không phải nó xước, không phải xước. Yên còn rất là đẹp. Nói chung là xe này cũng đẹp, xe này phù hợp với những người trên dưới cao trên dưới 1m6. Phù hợp. Mã vạch. Xe dòng xe Escape SL2 này là khá cao cấp rồi. Xe được trang bị phanh dầu hiệu Techo chính hãng của hãng Giant lắp, và đi kèm với đó là một cái bộ tay chuyển số 8 tầng và 3 tầng cho đĩa và líp. Dây của cái dòng Escape SL này là dây ở chui ở âm sườn, cho nên tạo cho khung rất ít dây, luồn rất ít dây và rất là đẹp. Dòng Escape SL2 này thì em bán rất là chạy bởi vì cái dáng của nó rất là đẹp. Dáng đẹp, dáng nó cái khung ở đằng trên nó vòng vòng trông rất là thể thao. Tổng thành của chiếc gian Escape SL2 màu trắng size XS. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này, và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc
và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship, trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.